hậu COVID đó này á, thì nó sau sau khi bệnh nhân nhiễm COVID thì bệnh nhân có thể có rất là nhiều triệu chứng còn tồn tại dai dẳng sau đó. Thì cái chuyện mà bệnh nhân khó thở sau khi mà bệnh nhân đã khỏi COVID rồi thì nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. Thì mình tạm chia ra làm hai nhóm nguyên nhân chính. Thì thứ nhất là nguyên nhân tại phổi, thứ hai là nguyên nhân ngoài phổi. Và nguyên nhân tại phổi thì có thể là do bệnh nhân có cái di chứng là giãn phế quản này, rồi nhiễm trùng tái phát trên cái giãn phế quản đó, bệnh nhân có thể là có sơ phổi, hoặc bệnh nhân có thể là do tăng áp phổi. Và nguyên nhân ngoài phổi, ví dụ như bệnh nhân có thể do cái biến chứng của suy tim, bệnh nhân có thể có cái gọi là cái hội chứng mệt mỏi kéo dài hậu COVID. Cái hội chứng đó nó cũng có thể gây làm cho bệnh nhân mệt mỏi, nó khó thở nhẹ nhẹ nữa. Thưa quý vị, ở những số phát sóng trước thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về hội chứng COVID kéo dài. Thì ngày hôm nay là một vấn đề mà nhiều người rất quan tâm, đó chính là hội chứng sơ phổi. Và cái bệnh sơ phổi này thì không biết là gì, bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn không ạ? Thì sơ phổi là gì? Là tình trạng mà cái phổi nó bị sơ. Mình có thể hiểu giống như là khi mà mình bị một cái vết thương hoặc là một vết bỏng do nước sôi hay là hóa chất gì đó, thì khi mà làm sẹo trên da đó thì da nó sẽ không có về trạng thái bình thường mà nó để lại cái vết sẹo. Thì ở trong phổi cũng vậy, khi mà cái nhu mô phổi một khi nó bị viêm do COVID đó, thì nó hết cái viêm rồi thì nó vẫn để lại cái nhu mô sẹo ở trong cái phổi đó. Thì cái nhu mô sẹo này nó không có khả năng trao đổi khí CO2 và oxy giống như là cái nhu mô phổi bình thường. Cái việc mà sơ ở tại phổi này nó sẽ làm giảm khả năng trao đổi khí, dẫn đến giảm oxy và bệnh nhân sẽ cảm thấy khó thở và giảm khả năng gắng sức. Như vậy thì không biết là cái triệu chứng sơ phổi hậu COVID này có phổ biến hay không ạ? Người ta nhận thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà tại thời điểm xuất viện thì những bệnh nhân mà viêm phổi COVID dạng trung bình thì có đến tới 80% bệnh nhân có tổn thương phổi trên phim CT scan và 100% bệnh nhân bị viêm phổi nặng phải thở máy vẫn còn tổn thương tại thời điểm nhập viện. Rất là may mắn là cái tổn thương này nó sẽ giảm dần theo thời gian, có nghĩa là sau 3 tháng theo dõi thì nó chỉ còn lại khoảng 50%. Và đến 6 tháng thì chỉ còn lại 30% thôi. Thì không biết là có những cái biểu hiện nào để mình có thể nhận biết là mình đang bị bệnh sơ phổi hậu COVID à? Sơ phổi là cái tình trạng mà khoét phổi, cái nhu mô phổi bình thường nó bị thay thế bằng cái mô sơ, nó không có đảm bảo chức năng trao đổi khí, cho nên là bệnh nhân sẽ có triệu chứng là khó thở. Nếu như mà bệnh nhân bị sơ phổi nhẹ thôi thì khi nào mình vận động gắng sức, mình làm việc rất là nhiều thì nó mới bị khó thở. Còn nếu như mà cái tình trạng nó sơ nó nhiều thì lúc đó bệnh nhân cảm thấy khó thở mỗi lúc, ngay cả khi nghỉ ngơi, làm hạn chế sinh hoạt rất là nhiều. Dạ, nếu như mà chúng ta để tình trạng bệnh sơ phổi này kéo dài như vậy mình không điều trị thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như là đến những cái cơ quan, những cái chức năng khác trong cơ thể không ạ? Bản thân bệnh lý COVID nó là một cái bệnh lý ảnh hưởng trên đa cơ quan không chỉ phổi, cho nên một người mà có di chứng sơ phổi hậu COVID thì cũng có khả năng họ sẽ có những cái di chứng khác, ví dụ như họ vẫn có thể bị suy tim, vẫn có thể bị tăng áp phổi, vẫn có thể là di chứng đột quỵ hoặc là thậm chí là suy thận. Rất nhiều những cái di chứng khác có thể kèm theo với lại cái sơ phổi này. Ngọc Nhi cũng có thêm một cái thắc mắc là không biết thì việc chúng ta điều trị bệnh lý sơ phổi do những nguyên nhân khác có khác gì so với việc điều trị bệnh lý sơ phổi hậu COVID không ạ? Thứ nhất là cái bệnh lý sơ phổi hậu COVID là bệnh lý khá là mới, cho nên là cái phác đồ mà gọi là chuẩn chỉnh về nó thì vẫn chưa có. Hiện nay người ta điều trị sơ phổi hậu COVID là dựa vào cái kinh nghiệm điều trị sơ phổi do nguyên nhân khác để nhằm mục đích là để hạn chế tình trạng sơ hóa và để tăng cái khả năng dung nạp gắng sức của bệnh nhân. Do cái bệnh COVID là nó ảnh hưởng toàn thân, cho nên là ngoài cái chuyện mình điều trị cái tổn thương sơ trên phổi thì mình phải điều trị những cái bệnh lý khác có thể gây khó thở. Ví dụ như mình bị một cái sơ phổi do nguyên nhân khác thì nó chỉ là sơ phổi thôi, nó không có bị ảnh hưởng cái những cái cơ quan khác, như là không có bị những cái di chứng như suy tim hay tăng áp phổi như vậy. Một lời khuyên của bác sĩ dành cho các bệnh nhân hậu COVID để mình có thể phòng ngừa được bệnh lý sơ phổi diễn ra. Đối với những cái người mà chưa nhiễm COVID bây giờ thì mình nên tuân thủ 5K nè, chích vaccine nè, để là tránh cái tình trạng là nhiễm COVID. Còn khi mà đã nhiễm COVID rồi thì mình cần phải được điều trị tối ưu. Điều trị tối ưu có nghĩa là mình sẽ điều trị được nhập viện và điều trị đúng phác đồ, dùng những cái thuốc kháng đông, dùng thuốc kháng viêm, phải là thở máy đúng phác đồ nữa để hạn chế tình trạng tổn thương trên phổi. Còn khi mà đã xuất viện rồi, đến giai đoạn mà đã sơ phổi hậu COVID rồi thì đương nhiên là mình sẽ, thứ nhất là mình phải làm mọi cách để cải thiện tình trạng khó thở bằng cách là tập lý trị liệu và hạn chế những cái nguyên nhân khác gây khó thở, và cuối cùng là mình sẽ điều trị kháng sơ theo chỉ định. Tất cả những bệnh nhân mà đã từng bị viêm phổi COVID thì nên đến cơ quan y tế để được khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ Phương Thi ạ. Và Ngọc Nhi tin chắc rằng quý vị khán giả, đặc biệt là những quý vị nào chúng ta đang mắc COVID-19 hoặc là chúng ta vừa khỏi COVID-19 thì chúng ta sẽ có những lưu tâm hơn về sức khỏe của mình để có thể phòng tránh cũng như điều trị được bệnh sơ phổi hậu COVID-19 quý vị nhé. Còn không biết là sau lời khuyên này thì nhân vật trong tiểu phẩm của chúng ta sẽ như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi.
Những lưu ý giúp phục hồi chức năng phổi cho người mắc COVID-19. Người bệnh nên tập thở thường xuyên với các bài như thở chúm môi, thở dưỡng sinh, hít vào thở ra chậm, hít sâu dần và thở ra nhẹ nhàng. Nên đi bộ chậm, đạp xe chậm, tập dưỡng sinh thường xuyên để nâng cao thể chất và tinh thần. Đối với người bệnh có tổn thương phổi trên phim X-quang, cần theo dõi và tái khám sau 1 tháng. Duy trì thời gian ngủ nghỉ hợp lý, tham gia các hoạt động tinh thần như đọc sách báo. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít nhất 30 phút một ngày, chia thành 3 đến 4 lần, mỗi lần 5 đến 10 phút. Cần ăn đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn, ưu tiên ăn nhiều rau, trái cây, uống nhiều nước và có thể uống thêm sữa. Luôn tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.